Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin nóng nhất. Chiều ngày 31 tháng 5, Triệu Quân Sự trốn khỏi trại giam của Cục Điều tra Hình sự, Bộ Quốc phòng ở xã Thành Long, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa. Đây là lần thứ 3 tù nhân này vượt ngục. Trước đó, Sự đang chấp hành bản án chung thân về các tội giết người, cướp tài sản, đào ngũ, trốn khỏi nơi giam và trộm cắp tài sản. Chiều ngày 1 tháng 6, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết ông vừa nhận được thông tin lực lượng chức năng đã bắt giữ được Triệu Quân Sự. Với cán bộ trực tiếp quản lý có thể sẽ bị xử lý kỷ luật, nếu hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Vấn đề này cơ quan chức năng sẽ làm rõ để xem xét trách nhiệm của người bỏ trốn và trách nhiệm của đơn vị quản lý để xử lý theo quy định của pháp luật. Theo Điều 376, Bộ Luật Hình sự thì tội thiếu trách nhiệm để người bị bắt, người bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù trốn như sau. Người nào được giao trách nhiệm trực tiếp quản lý, canh gác, áp giải người bị bắt, người bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về quản lý, canh gác, áp giải để người thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng trốn thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. 1. Làm vụ án bị tạm đình chỉ. 2. Người bỏ trốn trả thù người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng. 3. Người bỏ trốn tiếp tục thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng, phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 đến 7 năm. 1. Làm vụ án bị đình chỉ. 2. Người bỏ trốn tiếp tục thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng. 3. Để từ 2 đến 5 người bỏ trốn. 4. Để người thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng bỏ trốn. 5. Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 5 đến 10 năm. 1. Người bỏ trốn tiếp tục thực hiện tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. 2. Để không 6 người trở lên bỏ trốn. 3. Để người thực hiện tội phạm đặc biệt nghiêm trọng bỏ trốn, người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Như vậy, trường hợp cơ quan chức năng có căn cứ cho thấy những người có trách nhiệm trong việc trông nom, giám sát, quản lý Triệu Quân Sự nhưng đã không thực hiện hoặc thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao dẫn đến việc đối tượng này bỏ trốn thì người này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật nêu trên. Trường hợp kết quả xác minh cho thấy các cán bộ quản lý phạm nhân này đã thực hiện đúng và đầy đủ chức trách nhiệm vụ được giao, việc đối tượng bỏ trốn là do thủ đoạn tinh vi, ngoài sự kiểm soát của cán bộ và đơn vị quản lý thì sẽ không áp dụng chế tài với cán bộ quản lý. Nhưng vấn đề đảm bảo an ninh, an toàn, hiệu quả trong thi hành án hình sự là vấn đề cần phải đặt ra một cách nghiêm túc. Hãy đăng ký kênh và để lại bình luận để được cập nhật những thông tin mới nhất từ tin nóng nhất. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.